Giáo hội Mỹ. Giám mục thứ hai tại Mỹ kêu gọi cầu nguyện cho các nhà chính trị công giáo ủng hộ phá thai. Đức Giám mục Donna Hayen, Giám mục Giáo phận Madison, bang Wisconsin, là giám mục thứ hai tại Mỹ sau Đức Tổng Giám mục Salvatore Cordileo thuộc Tổng Giáo phận San Francisco. Ngài đã lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi cầu nguyện cho các nhà chính trị công giáo ủng hộ phá thai để họ dấn thân bên vực sự sống. Đức cha Donald Hine, giám mục giáo phận Madison bang Wisconsin, trong thông cáo thông báo mới nhất hôm 7 tháng 5 năm 2021, Đức cha Hine tuyên bố ủng hộ lập trường của Đức Tổng giám mục Salvatore Cordileo thuộc Tổng giáo phận San Francisco trong lá thư mục vụ ngày 1 tháng 5 năm 2021 với tựa đề "Trước khi con hình thành trong lòng mẹ, cha đã biết con." Lá thư trình bày giáo huấn của Giáo hội Công giáo về việc rước lễ xứng đáng và sự cần thiết đối với Giáo hội Công giáo phải khẳng định giáo huấn của Hội Thánh, đặc biệt về vấn đề sự sống. Trong thư, Đức Tổng Giám mục Cordileo nói rằng những tín hữu Công giáo cộng tác với sự ác phá thai, kể cả các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai, đừng lên rước lễ. Từ lâu, giáo hội vẫn dạy rằng cộng tác chính thức và trực tiếp với tội nặng như tội ác phá thai là điều làm cho tín hữu Công giáo không thể rước lễ. Trong thư, Đức Tổng Giám mục Giáo phận San Francisco cũng dành một thiên để nói về các nhà chính trị Công giáo ủng hộ phá thai và viết rằng quý vị ở một vị thế có thể làm cái gì cụ thể và quan trọng để chấm dứt sự giết người. Xin quý vị vui lòng chấm dứt việc giết người. Xin ngưng cổ võ hoặc thực hành một sự ác luân lý xấu xa, loại bỏ nhân mạng vô tội, chối bỏ một nhân quyền cơ bản, đó là điều không thể dung hợp với đức tin Công giáo. Xin quý vị hãy vui lòng trở về với trọn vẹn đức tin Công giáo của quý vị. Trong thông cáo hôm 7 tháng 5 năm 2021, Đức cha Hayen viết, chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo đang theo đuổi chính sách của chính phủ và luật pháp, tìm cách đẩy mạnh quyền phá thai và những tấn công khác chống lại nhân mạng vô tội. Thánh Gioan Phaolô II đã dạy, một nước giết hại chính những người con của mình thì không có tương lai. Ông Joe Biden là tổng thống Công giáo thứ hai trong lịch sử nước Mỹ. Ông có những lập trường và chính sách trái ngược với giáo huấn của Giáo hội Công giáo về những vấn đề nghiêm trọng như phá thai, hôn nhân đồng phái và tự do tôn giáo. Ông đẩy mạnh việc dùng tiền thuế liên bang để hỗ trợ phá thai và ủng hộ dự luật gọi là Bình đẳng, Equality Act, một dự luật mà Hội đồng Giám mục Mỹ đã cảnh giác chống lại nó vì nó trừng phạt những nhóm tôn giáo, chống lại việc định nghĩa lại hôn nhân và việc đổi giống. Năm 2021, Hội đồng Giám mục Mỹ dự kiến trong khóa họp toàn thể vào tháng 11 hoặc tháng 6 năm 2021 sẽ bàn về đề tài Sự nhất quán về Thánh thể, nói về giáo huấn nói chung của giáo hội, về sự xứng đáng của các tín hữu Công giáo được rước lễ, chứ không chỉ giới hạn về các vấn đề chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai mà thôi.